Chị muốn nhìn thấy cái số người ở lại vẫn còn được như cái số người đăng ký vô. Hãy chứng minh cho chị là chị sai, và hãy chứng minh cho chị là vẫn còn rất là nhiều người Việt Nam thật sự kiên cường mà người ta có thể chịu nổi cái áp lực mà chị sắp đưa ra. Một ngày của em nó sẽ trôi qua một cách rất là ngu xuẩn. Em có biết tại sao trong những ngày qua khi em thức dậy và tập thể dục với chị Nhi, em cảm thấy một ngày của em dài hơn, em làm được công việc ý nghĩa hơn, em làm chất lượng hơn, và em thấy cái chất lượng công việc của em nó cũng khác. Tại vì khoa học nó chứng minh, chứ không phải những dựng lên cái chuyện này, cho nên là tao mới bắt tụi mày phải dậy và tập thể dục. Con cảm giác trong cơ thể con thay đổi là con tập thể dục trong những ngày qua con có sức khỏe hơn. Con tập được cách thiền nữa mọi người. Đó, cảm giác rất là vui. Điều thứ hai con thay đổi chính là con kiểm soát được bản thân của mình hơn, không còn nóng nảy nữa, kiểm soát được cái lời nói của mình khi thốt ra. Đã có một thái độ tích cực hơn, siêng năng hơn rất là nhiều, và quyết tâm làm việc gì đó hơn, chứ không còn ngập ngừng như xưa nữa. Mỗi sáng thức dậy có động lực để làm việc, không còn cảm thấy nhàm chán nữa. Mình bớt gánh háng, bớt dài tay, bớt đâu chuyện bao đồng của người ta, và bớt đi sửa người khác. Mình tích cực hơn, mình không còn nghĩ những người thứ tiêu cực nữa. Mình sống mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa hết. Tất cả những người ngoài kia tại sao họ đi học khóa học làm giàu, họ thất bại bởi vì họ không giải quyết một vấn đề rất quan trọng bên trong họ, đó là tiềm thức. Mình chọn tham gia thử thách 99 ngày với chị Nhi để quyết tâm thay đổi lối sống và nâng cao sức khỏe. Em muốn chiến thắng chính mình. Vì con thấy đây là một cơ hội dành cho tất cả mọi người. Con đã thấy được cơ hội đó, con đang nắm bắt được cơ hội đó, và con đang trong quá trình tham gia thử thách 99 ngày đây. Qua những ngày đó con đã học hỏi được, đúc kết cho mình rất là nhiều bài học hay và ý nghĩa. Cái khó nhất của một con người đó là mỗi sáng đưa ra được quyết định ngay lập tức trong 2 giây đầu, và quyết định đó phải là quyết định xuất sắc nhất, được nhất và tốt nhất, và đây chính là cái quyết định mà khó nhất. Vì mình sinh ra trong một gia đình cũng khá là êm ả, cuộc đời mình cũng không có gì gọi là sóng gió. Mình lại không muốn một cái cuộc sống tẻ nhạt như vậy. Mình muốn quyết tâm được thay đổi cái lối sống mới, nó tích cực hơn, nó đóng góp được nhiều cho xã hội hơn, và muốn thay đổi bản thân tốt đẹp hơn. Muốn chứng minh cho chính bản thân của mình và cái tôi của mình biết là mình vẫn làm được. Mọi thứ là điều mà trong đầu mình vẽ ra thôi. Những thứ mình nghĩ là không làm được, thật ra là mình tưởng tượng, mình nghĩ và mình sợ thôi. Quan trọng là lý trí của mình mạnh mẽ, đánh tay đi nỗi sợ đó. Là một cơ hội tốt để em phát triển bản thân và hoàn thiện bản thân của mình hơn. Và em đã tham gia được cuộc thi 99 ngày này, và em đã thấy thay đổi rất là nhiều từ mọi thứ về mọi mặt. Và nếu em không thi cuộc thi này thì chắc nó là một điều rất là nuối tiếc trong cuộc đời của em khi mình không tham gia cuộc thi này. Tại vì mày là một trong những người mà nằm trong cái cung gọi là không có cố định, không có kiên định và không có quyết tâm với cái gì mình muốn làm. Hằng ngày được tham gia với chị Nhi đã là một sự giúp đỡ rất lớn, có thêm năng lượng, có thêm những gì tích cực từ chị Nhi và team là được học nhiều điều bổ ích. Trước khi tham gia Nai Nai thì mình đã join vào team Nhi Lê. Mình làm tình nguyện viên, rồi bây giờ mình là một thành phần nhỏ trong team của Nhi Lê. Mình học được từ chị ấy rất là nhiều kiến thức, cách làm việc và kể cả các mối quan hệ mình giao tiếp với nhau nữa. Thật đúc kết được rất là nhiều bài học hay và được rèn luyện sức khỏe rất là tốt. Và cảm giác tinh thần của mình ngày nào cũng được sảng khoái và luôn giữ năng lượng mỗi ngày, luôn luôn là tích cực. Rồi, bây giờ bạn có thể từ từ mở mắt ra. Mà ngồi dậy. Bài tập của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu nào mà không mở mắt ngồi dậy là biết nó đi ngủ rồi đó. Để tao kiếm đứa ngủ cho con nè. Thúy, em ngủ rồi Thúy. Thúy ơi. Thúy ơi. Chuyện sâu kêu quá. Chuyện sâu kêu quá. Ồ, con lại thức hết rồi hả? Chắc tại chị Nhi kêu nhẹ nhàng quá hả? Chết cha rồi, cái giọng đọc báo thức mà biết sao giờ. Kỳ quá, phải kêu nhẹ nhẹ thôi chứ kêu bự quá nó dạy bà nó rồi, sao bắt lửa tan được nữa. Đây là lớp học thể dục của tôi.
cán bộ cấp thành phố. Ê, còn ngại quá đi. Trời. Thì hơi khê, cánh nghe thần khí mà hết biến thái lại ấy. Chuyện lướt trên mặt nước tao như cơn sóng. Chân của tao có xéo khi này kỳ của tao đang phóng. Kể từ khi tao bắt đầu rap, không mày nào của tao không nóng. Quần liền, đội quần, kiếm cái quần đi vô nhà coi là có cái quần nào đổ lên đầu liền cho tao. Nhịp điệu nhịp cha cha cha. Techno. Sau ngày hôm nay sẽ rất là nhiều thành viên nhìn chai nước với ánh mắt hận thù. Có bao giờ tụi mày nghĩ chai nước mà tụi mày cầm không nổi chưa? Hả? Thấy nhục không? Nhục à? Vậy hàng gì chị Nhi kêu mình bánh bèo vô dụng miết. Thấy vô dụng chưa? Tao biểu là kiểu cầm chai nước thôi mà cầm không được thì là biết vô dụng rồi đó. Ok? Cầm chai nước cầm lên cầm xuống có 2-3 cái mà vừa hận thù chai nước rồi đó. Phải không mấy đứa? Phải không? Ok, rồi từ ngày mai gặp lại nha. Rồi, rest đi. Bye mấy đứa.